Kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương sáng nay đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội. Theo đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu, gồm Hội đồng Nhân dân tỉnh 3 người, Ủy ban Nhân dân tỉnh 20 người. Kết quả tổng số phiếu tín nhiệm cao, tín nhiệm chiếm đại đa số. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân tỉnh bầu theo quy định tại Nghị quyết số 96 của Quốc hội được tổ chức một lần duy nhất trong nhiệm kỳ nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động giám sát của cơ quan dân cử cũng như nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh sẽ hoàn thiện thủ tục, kịp thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm trên phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Qua việc lấy phiếu tín nhiệm thì cũng khẳng định được là những cái sự đóng góp của các cái vị mà giữ chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu, cũng như là khẳng định cái năng lực cũng như là cái tư cách đạo đức của các đại biểu đó, làm cơ sở để cho các cấp có thẩm quyền trong cái công tác cán bộ về sau sẽ được là tốt hơn.